từ ngày 1 tháng 1 của năm 2022, người đánh mắng, dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật, làm cho trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần, bị phạt đến 20 triệu đồng, theo nghị định số 130 năm 2021. Mức phạt này tăng gấp đôi so với quy định trước đó. Nghị định 130 trên 2021, quy định phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, đối với các hành vi như bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bác sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm, xúc phạm nhân phẩm danh dự, đe dọa trẻ em, cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt. Phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng đối với hành vi không thông báo, cung cấp che giấu hoặc ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Phạt đến 30 triệu đồng với hành vi từ chối, không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ kịp thời về việc hỗ trợ can thiệp với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt. Hành vi tổ chức ép buộc trẻ đi xin ăn cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn bị phạt từ 10-15 triệu đồng.